cạn tiền nhưng tại sao các doanh nghiệp lại vẫn không giảm giá sâu về bất động sản? Chúng ta nói tóm tắt có 3 cái nguyên nhân chính mà doanh nghiệp bất động sản họ không dám giảm quá sâu đối với những sản phẩm mà họ đã đưa ra thị trường. Điều đầu tiên đó là giá mà họ đã đưa ra thị trường trước đó. Họ luôn có một nhóm các nhà đầu tư trung thành. Nếu như bây giờ họ giảm giá quá sâu, điều đó làm cho tài sản uy tín của họ đối với những nhóm nhà đầu tư trước đó sẽ bị bốc hơi và bay đi mất. Sau này nếu như họ bán ra thị trường thì đâu còn ai tin tưởng họ để mà mua. Nguyên nhân số 2 đó là đa phần tất cả các dự án đều vay ngân hàng. Có thể chủ đầu tư đó vay và đảm bảo cho việc về xây dựng hoặc là khách hàng đang vay ngân hàng. Cho nên nếu như chủ đầu tư giảm giá thì vô hình chung ảnh hưởng đến các gói vay tín dụng của ngân hàng. Đây cũng là một điều mà nguyên nhân dẫn đến các chủ đầu tư không dám giảm giá quá sâu. Nguyên nhân số 3 đó là với những bất động sản mà không có tính chất pháp lý thì có giảm nữa thì chắc chắn cũng không tìm được người mua. Cho nên họ lựa chọn bằng cách đó là thầm lặng và chờ đợi thời điểm, thời cơ để thị trường bất động sản phục hồi rồi họ sẽ tính tiếp, hoặc là họ sẽ giao bán cho một nhóm khách hàng nhà đầu tư khá mập và với một mức giá âm thầm của thỏa thuận trong nội bộ chứ không public ra thị trường. Hết sức là đơn giản, phải không các bạn? Nếu như bạn thấy video hay, đừng quên thả tim và follow. Tara sẽ còn nhiều video chia sẻ cho bạn về lĩnh vực bất động sản.